Hiện Đà Nẵng vẫn tiếp tục thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Các hoạt động của thành phố đang dần được khôi phục. Người dân dần thích ứng việc sống an toàn với dịch, vừa tham gia sản xuất kinh doanh, vừa ý thức phòng chống dịch trong tình hình mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tại các khu phố điểm tâm, hàng quán nhộn nhịp từ sớm. Hoạt động buôn bán, ăn uống đã khôi phục lại bình thường. Bên cạnh đó có thêm một sự biến chuyển tích cực là người dân rất tự giác phòng chống dịch. Người mua và người bán đều duy trì việc mang khẩu trang. Nước nào là nước rửa tay nè, rồi họ vô phải bịt mặt đồ nữa đó, cho nó đàng hoàng, nói chung lại là an toàn. Còn tại các khu dân cư trên địa bàn, nhiều hàng quán đều đảm bảo phòng chống dịch cho khách. Người dân vẫn hạn chế ra ngoài đường khi không có việc cần thiết. Khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng, thì vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay nó thật ra là tình hình hiện nay đó là đã thả lỏng cách ly, nhưng là bản thân tôi và nhân dân ở đây là tạo thành một cái thói quen rồi, không là luôn luôn là chủ động phòng chống dịch, ta không có lơ là, ta không có bất chấp những cái việc là ra đường ta phải đeo khẩu trang, nhưng không chứ không phải là hết dịch là nó thỏa lan là ta thỏa lãng là ta nó hết dịch được, cho nên ta phải chủ động, ta phải phòng ngừa cho thật tốt về cách phòng chống dịch. Thành phố Đà Nẵng có 19 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 17 ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới. Có 331 trường hợp mắc COVID-19 đã điều trị khỏi và chỉ còn 12 bệnh nhân đang được điều trị ở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Đây là kết quả đáng mừng trong công tác điều trị và phòng chống dịch tại thành phố. Tin tưởng rằng việc người dân ý thức duy trì phòng chống dịch, hình thành lối sống an toàn với dịch, góp phần chung tay cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.